Rồi chào toàn thể hết tất cả anh em và các bạn thì uh, trở lại với buổi chiều ngày hôm nay mình cũng uh, tiếp tục đi uh, thăm lúa đại thơm 8 nha các bạn. Thì uh, đối với lúa đại thơm 8 thì sau khi uh, cái cử đóng đồng là nó rơi vào giai đoạn 40 mấy ngày thì 45 ngày thì mình đã có phun một cử thuốc đó, các bạn thì Đối với cái uh, đại thơm 8 thì mình uh, sử dụng cái uh, cái quy trình của công ty Bayer nha các bạn thì uh, là 3N 2A cộng 1. Thì uh, 3N là mình phun 3 lần Nativo 2A là hai lần anh cha con và cộng 1 là một uh, ali -S. Thì ở cái uh, giai đoạn 40 45 ngày thì đối với đại hình 8 của mình thì mình phun giai đoạn 45 ngày thì mình uh, phun uh, kết hợp ali anh cha con và Nativo Thì uh, cái màu lá nó rất đẹp nha các bạn. Thì uh, nói chung mình phun uh, cái uh, ba cái theo cái combo đó thì cái màu lá nó cũng rất rất đẹp. Xanh và rất là bóng bẩy nha các bạn. và nhìn chung thì một cái ở cái vụ thu đông vụ ba này thì mình thấy là rất khó khăn và bà con nông dân ở cái khu vực mình thì theo như mình thì đối với những anh em thuê đất thì một trăm là lỗ đó là cái kết quả nhận định của mình tại cái khu vực của mình các bạn còn đối với những cái người mà anh em người ta đất nhà đó các bạn thì có khả năng ở vụ ba này người ta sẽ quà vốn thôi thì à, tại sao mình nói như vậy thì à, à, với cái nhận định của mình thì đến thời điểm hiện tại thì à, từ đầu vụ tới giờ nó có quá nhiều cái cái bất lợi về thời tiết về à, thời tiết mùa vụ các bạn từ cái khâu mà xuống giống cho đến à, thời điểm này thì à, ở thời điểm hiện tại thì à, đang ở trên đồng thì bữa nay là ngày 27 thì à, sau đó thì mình cái mình cái mùng 5 27 thì à, à sắp sắp năm mươi mấy ngày các bạn ơi năm mươi hai ngày và anh em và các bạn thấy thì hiện tượng cái đối tượng dịch hại này. chắc có lẽ nó nhỏ cái à, gậy phấn trắng các bạn nó nhỏ quá thì anh em và các bạn không nhìn thấy bằng cái 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 camera của cái uh, iPhone nhưng mà cái uh, mật uh, số hiện tại mật số hiện tại ở trên nghề uh, phấn trắng ở khu vực mình thì nó rơi đâu đó khoảng tờ, chừng tầm khoảng 2 đến 300 con trên mét vuông. Mình nghĩ là có hơn đó, khá nhiều đó. Nhưng mà mình chắc từ khoảng 500 các bạn, mét vuông. chơi cho không dưới đâu. cũng khá nhiều thì ở trên cái lúa cấy thì tương đối nó cũng thông thoáng thì cái cái mật độ nó cũng không có cao lắm còn những cái miếng lúa xài dày thì nó có nhiều hơn các bạn đó đây các bạn nó đây nó bay li ti đó thì với cái mật độ này nếu mà nó khoảng 52 ngày nó khoảng 10 ngày nữa các bạn 10 ngày nữa thì lúa nó chỗ và cái giai đoạn từ đây tới lo le chỗ thì nó sẽ tăng mật độ lên tại vì đó cái dòng đời nghe không trắng thì nó khá ngắn các bạn hiện tại thì 500 con thì nếu sau 21 ngày nữa thôi thì nó trải qua nó sẽ à, tiếp tục nở và sinh tiếp tục nữa thì thì mấy đợt nữa thì cái khả năng là nó có thể nhân mặt số lên cỡ vài ngàn con trên mét vuông thì là những cái vấn đề rất là khó à, giải quyết nha các bạn thì đối với cái gậy phấn trắng thì mình à, lo ngại hơn là cái gậy nâu thì trên đối tượng gậy nâu chúng ta cũng dễ quản lý gậy phấn trắng thì mình thấy nó hơi hơi khó và thậm chí là không quản lý được nha các bạn lá thì màu rất là đẹp rồi thôi chào anh em và các bạn thì mình chia sẻ cái hiện tại ở trên cái à, cánh đồng của mình và anh em và các bạn cũng à, à, quan tâm và chú ý những cái ruộng à, nó đang rơi vào giai đoạn khoảng 50 000 các bạn ghề phấn trắng từ 45 ngày cho đến chỗ chúng ta phải quan tâm đó. Rồi thôi chào anh em và các bạn.